được thì mai mốt đừng có uống nữa nha. Thì My ơi là My. Tại anh chứ ai nữa. Biết sự lượng nó rồi mà hả, cứ cạn ly với nó hoài à. Tại My ở đâu uống với bộ chứ anh có ép đâu. Nè nè, tại cái gì? Tại ông đâu có chứ tại ai. Ở đây quá cần câu rồi, tầng 2, tầng 3. Đi về nha. Nhậu lên lầy vậy mốt được cái nhậu nữa. Không cho tôi đi tầng 2 á. Khi vậy tôi không có tiền cái gì. Mà đúng rồi, hết tiền đi tầng 2 rồi. Ủa? Miễn sao ăn được tầng 1. Chánh sĩ, chánh hải. Cái gì? Tôi là sĩ, đây là hải. Tôi là hải. Chánh hải, chánh sĩ. Cô làm gì uống say dữ vậy? Thôi tụi tôi về, mọi người đưa quái về cẩn thận nha. Bye bye. Dạ. Ủa? Nhưng mà có tên gì mà mày? Mày? Ờ, nhức đầu quá. Hôm qua. Ủa? Nhưng mà có tên gì mà mày? Không có sao không? Ê, sao không anh? Xin lỗi anh làm cái gì mà vừa lái xe máy vừa nghe điện thoại vậy? Có sao không? Em xin lỗi em. Cẩn thận lần sau nha. Trời, con My nó xỉu luôn rồi nè. Hả? Ê, My! 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 Chết rồi. Quá tiêu rồi, bây giờ sao đây? Tỉnh rồi hả? Hôm qua anh sĩ anh sao rồi? Hả? Còn nhớ hả? Tại bồ người ta đi cấp cứu đó. Cấp cứu luôn hả? Em á, em hư lắm á nha. Vì em mà người ta phải nhập viện mà anh nghe nói là cái chỗ đó bị thương nặng lắm á. Đâu để tôi coi. Đó. Hơi. Đúng là tan nát hết rồi. Đành chịu biết sao giờ. Tôi chia buồn của ông nha. Cô tôi xài chưa được bao lâu hết trơn á. Mà bây giờ bể tan nát như vậy. Ai biểu làm anh hùng làm gì. Ok, tôi tới liền. Ông nằm nghỉ đi nha. Cô tới đây làm chi vậy? Tôi xin lỗi anh nha. Tôi không có cố ý nghe lén chuyện của anh đâu. Nhưng mà tất cả mọi chuyện là lỗi tại tôi. Cũng tại tôi. Mà đời trai của anh tan nát hết rồi. Đời trai? Tôi xin lỗi. Đời trai tan nát hết rồi. Xin lỗi anh. Cũng do tôi hết. Anh vì cứu tôi mà anh mới bị vậy. Chắc có lẽ có thể đây là định mệnh của tôi. Định mệnh hả? Cứ về hoài, tôi không biết phải làm sao nữa. Không sao đâu. Cô cứ về đi. Tôi đã quen với sự cô đơn rồi. Anh đừng bỏ cuộc. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng có bỏ cuộc. Cố gắng lên nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Chết rồi. Sao tự nhiên tôi nói giọng máy vậy trời? Anh thấy trong người sao? Thấy trong người yếu lắm. Tôi kêu bác sĩ nha. Tôi đi kêu bác sĩ nha. Không cần, không cần. Cô cứ đứng đây. Trong giờ phút hoảng loạn này, cô có thể giúp tôi một chuyện còn được không? Giúp cái gì tôi cũng giúp anh hết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ giúp cái gì tôi cũng giúp anh hết. Chờ anh nói cái gì cũng được. Tại tôi anh mới ra nông nội. Anh muốn gì? Hả sĩ anh nói đi. Tôi muốn cô
chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi đó nha. Chịu trách nhiệm hả? Đúng rồi, con phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Con có chịu trách nhiệm không? Con đồng ý chịu trách nhiệm rồi đó nha. Nếu như con chịu trách nhiệm mà con khóc như vậy, tôi cũng đâu có thấy vui. Chịu trách nhiệm thì em chịu trách nhiệm. Ủa? Cô tớ... Ủa? Nửa đêm cô tới đây làm gì vậy? Tôi tớ đi chịu trách nhiệm. Hả? Bạn này xong đi. Tôi sẽ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho anh yên tâm nha. Tôi biết rồi. Tôi ghi nhận tấm lòng của cô là được rồi. Cô không cần phải làm vậy đâu. Sao chịu trách nhiệm mà tôi ăn như vậy? Tôi phải chịu trách nhiệm. Thôi Hello. Dạ đây là điện thoại của anh sĩ không có ở đây. Giờ bác sĩ đang ở đâu vậy? Có chuyện gấp lắm, cô mau chuyển máy ảnh đi, nhanh lên. Không biết anh sĩ đang ở đâu nữa. Bệnh nhân đang cấp cứu đó, nhanh lên. Vậy hả? Dạ, tôi biết rồi. Nè, bộ của tớ cũng bị vậy thiệt luôn hả? Mà cũng quá đáng lắm luôn. Nó biết người ta hiểu lầm, phải giải thích rõ ràng chứ. Tại cổ khờ quá chứ bộ, người ta chịu khó để ý chứ biết rồi. Mà đúng là mắc cười thiệt luôn á. Nhưng mà cậu biết ông bị vậy rồi mà còn đòi chịu trách nhiệm nữa hả? Thì đó, đúng là cô này hiếm có lắm luôn đó nha. Không biết tại sao cổ vậy luôn á. Đỏ tiến sĩ, vô liêm sĩ. Mia, tôi xin lỗi. Xin lỗi gì? Tôi biết lần này tôi giỡn hơi quá đáng. Giỡn quá đáng hả? Từ trước giờ tôi có bao giờ tôi làm gì tổn hại đến anh không? Anh làm gì anh giỡn kiểu đó? Anh có biết là tôi sợ tôi hết hồn tưởng anh bị thiệt không? Anh nghĩ sao vậy? Hay là anh nghĩ tôi là cái đồ hả dở hơi, cái đồ ngu ngốc lắm đúng không? Cho nên anh nói gì cũng tin nên mới giỡn tôi vậy chứ gì? Không có, tôi không nghĩ cô vậy đâu. Không nghĩ vậy mà anh giỡn vậy hả? Anh quá đáng vừa thôi chứ. Nào, nghe tôi nói nè. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại vì chắc là tôi thấy cô hơi lạ, cho nên tôi mới giỡn như vậy. Chứ thật tình thì tôi không cố ý làm tổn thương cô đâu. Ông cố ý làm tổn thương tôi hả? Với lại tôi xin lỗi, lần này tôi biết tôi giỡn hơi quá đáng rồi. Bây giờ anh biết giỡn hơi quá đáng rồi chứ gì, đúng không? Tại thấy tôi là lạ đúng không? Kiểu như mà tôi kiểu sinh vật lạ mới giỡn vậy chứ gì, đúng không hả? Mày lần này làm thiệt rồi.